U22 Indonesia và Thái Lan bị phạt nặng sau hỗn chiến chung kết SEA Games 32. 5 cầu thủ U22 Indonesia và Thái Lan cùng nhiều thành viên hai đội liên quan tới xô xát trong chung kết SEA Games 32 bị Liên đoàn bóng đá châu Á phạt 1.000 đô la Mỹ và cấm 6 trận. Sau cuộc họp ở Kuala Lumpur, Malaysia, hôm 12 tháng 7, Ủy ban kỷ luật của Liên đoàn bóng đá châu Á, AFC, đưa ra án phạt dành cho cầu thủ, thành viên ban huấn luyện, BHL, U22 Indonesia và Thái Lan sau bê bối hỗn chiến ở chung kết bóng đá nam tại SEA Games 32 tối ngày 16 tháng 5 tại Campuchia. Tuyển Indonesia có 3 cầu thủ và 4 trợ lý huấn luyện viên, quan chức bị phạt. Hai cầu thủ Titan Agung Bagus Fawazi và Komang Teguh Prinsang cùng huấn luyện viên thủ môn Sari Kuntom. Thành viên BHL Tega Dioka Andiak bị cấm thi đấu, chỉ đạo 6 trận quốc tế và nộp phạt 1.000 đô la Mỹ. Tiền vệ Muhammad Taufani Musidun cùng hai quan chức Ahmad Nija Kesa và Muni Toisanadi đều bị cấm 6 trận nhưng không bị phạt tiền. Tuyển Thái Lan có 7 người bị phạt, trong đó thủ môn Sofoni Rakia, huấn luyện viên thủ môn Pattaru Unsweet và trợ lý May A. Mac Adam bị cấm 6 trận, nộp phạt 1.000 đô la Mỹ. Tiền vệ Chayapit Patsukunput và các quan chức Purachet Tosanit, Hirak Ruengang, Bamung Bungrom bị cấm 6 trận. Liên đoàn bóng đá Thái Lan còn bị đề nghị nộp phạt 10.000 đô la Mỹ nhưng Liên đoàn bóng đá Indonesia không phải nộp phạt. Trong thông báo, AFC cảnh cáo cả hai đội nếu để sự việc tương tự tái diễn sẽ bị phạt nặng hơn. Trận chung kết bóng đá nam giữa U22 Thái Lan và Indonesia để lại tai tiếng khi cầu thủ, thành viên BHL hai bên lao vào xô xát hai lần cuối trận. Trọng tài phải rút ra 3 thẻ đỏ trực tiếp phạt Titan Agung Bagus Fawazi và Komang Teguh Prinsang bên phía Indonesia và thủ môn Sopao Rakyat của Thái Lan vì ẩu đã khiến trận đấu gián đoạn hơn 10 phút. Indonesia là đội giành chiến thắng 5-2 sau 2 hiệp phụ. Lần đầu giành HC vàng bóng đá nam SEA Games sau 32 năm. Hơn một tuần sau trận đấu bạo lực, Liên đoàn bóng đá Thái Lan công bố án phạt nội bộ đối với các cầu thủ, thành viên BHL liên quan tới vụ xô xát. Theo đó, thủ môn đội U22 Sofoni Rakyat và cầu thủ dự bị Terak Petruena bị cấm lên tuyển 6 tháng. Huấn luyện viên thủ môn Prasat Chochokmo, trợ lý huấn luyện viên Pattaru Unsweet cùng quan chức trong đội là Mayes Madada bị cấm làm việc ở các đội tuyển quốc gia 1 năm. Trong khi đó, phía Indonesia không phạt bất kỳ cầu thủ hay huấn luyện viên nào. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.